của em là rất là sung sướng ạ. Và em cũng như bàn thắng này dành tặng cho người hâm mộ đã cổ vũ em đến tận từ đầu đến cuối trận. Trước khi vào sân thì em luôn nghĩ đầu mình là bàn thắng. Và sau khi bay bàn thắng rồi thì em chỉ sung sướng và em nghĩ đến tương lai là U23 và xa hơn nữa là đội tuyển quốc gia. Em động gia đình thì chắc chắn là lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh ủng hộ em. Em luôn cảm ơn gia đình, người thân và toàn đội cũng như là tất cả người hâm mộ ở Việt Nam đã luôn dành tặng luôn cổ vũ động viên của em. Giải đấu này thật ra thì em mục tiêu mình là không, em chỉ là mục tiêu là chơi hết mình và cố gắng để có thể trong danh sách U23 tới, và sau đến này thì em phải cải thiện khả năng chất điểm nhiều hơn.